Vâng, 32/36 một trận đấu mọi game thủ chia sẻ đang chém cực kỳ hiệu quả. Em đang chém rất mất rất nhiều dần tới game thủ Việt Lâm, dành cho game thủ Việt Lâm rồi bây giờ thì đang chém nốt nhà Nam Sukui luôn. Ở đây Văn Hưởng tham lai là 20/32. À 30, rất xin lỗi anh em nhầm. Vâng, 30/32. Đấy, rất khỏe. 37E tốt thế nhở? Ấy à? À không, tên này thì không tốt lắm. 32, trở lại với máy của game thủ chim sẻ. Và đúng 32, lớp đã chết rất nhiều dân ở trong tình huống này. Đây là tình huống thứ lần thứ hai ở trong trận thi đấu mà V-Lớp vâng chui đầu vào giỏ và tỷ số là 1-0 trong giây đấu thứ 5 dành cho chúng ta. Quân đang đẹp hơn và à quên quân xấu hơn nhưng mà bài của chúng ta là mắc bêu. Và chúng ta cùng đến vào trận đấu tiếp theo thôi. Sẻ cầm baby, xoay con gái. Vâng, như vậy là Văn Hưởng tự tin nó đang hay không? Ừ, rồi, như vậy là quân của chúng ta là Baby Pan với đội bạn là AC Egypt. Cái này thì cũng không biết đâu một lần cả. AC trong tay của game thủ V-Love và là Egypt trong tay của game thủ Nam Sokyu Chim Sẻ. Tiếp tục là người cầm baby và Pan trong tay của game thủ Văn Hưởng. Và Hưởng đang rất tự tin thông báo rằng là 2-0 thì chúng ta. Các bạn hãy cùng xem màn hình máy của game thủ Văn Hưởng trong trận đấu này. Ngày hôm nay thì Văn Hưởng chưa có một trận đấu nào cái 9 cả. Cái 9 một trận chém đôi nhà thế nào? Rồi à? Trận nào? À, vâng, như vậy có một trận đấu Văn Hưởng đã cái 9 rồi. Xin lỗi cả anh em đấy, trận đấu mà Hưởng là người cầm da. Và Minh Oan sắp tới game thủ chim sẻ bên kia có Seang đấy. À, như vậy có đã có kích 9 rồi, trận này kích 9 tiếp xem nào. Ui. Tam giác quỷ. Ôi. Vậy như vậy là thử test lại một lần nữa xem có đúng là lag không. Và như vậy con nông dân kia đúng là hơi ngáo thật. Đen. Vâng, nói chung là anh em chơi ít thôi mà nếu không thì sớm nằm đất giống như con nông dân kia. Rồi, 9/12. 1/7/6 đưa về. Có voi rồi. Một tình huống rút chân rất kịp thời tới được game thủ Văn Hưởng, thế nhưng mà vẫn không thể tránh khỏi một kết cục chết chóc. Con sư tử né đòn quá thông minh, họ cũng có thể do con nông dân ngáo. Đây là 30 đàn trong tay của game thủ Văn Hưởng và đã có bao nhiêu một con voi rồi. Mặc dù vậy thì chết một dân thì khá nhỏ rồi cho Văn Hưởng. Đây máy của game thủ chim sẻ đáng như vậy là có nhiều voi đưa về dành cho chim sẻ. Và đây mới là quả đầu của sẻ. Một bãi quả đầu hơi toa. Donna E.
moments. Donna, Zokanta, Rokanta, Zoker, Zokanta, Rogan, Zokanta, Alma, Zokanta, Alma, Zokomas, Zokanta, Alma, Zokanta, Alma, Rick, Alma, Bokama, Alma, 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 Rogan, Isa, Alma. Và như vậy bài đấu của game thủ chim sẻ đám mắc binh tám hai bảy hai mươi sáu nông dân baby. Thì như vậy ở trong trận đấu này thì sẻ sẽ kiếm đời rơi vào tầm khoảng 10-40 đến 10-50. Đấy, máy của game thủ vẫn hưởng 18 dân. Không biết có quả phụ chưa, với pan thì quả phụ khá là quan trọng. Vâng, đây là chiếc bé để có thể ăn heal tới từ game thủ VH. Và như vậy cũng có quả phụ rồi. Bài này thì còn khớp một kill 19-13% tới như với lớp và game thủ Nam Su Kiu. Như vậy là bài đấu của đội bạn là ở mức tạm được. Nam Su Kiu có một bài giàu, còn với lớp là một bài cơ bản, họ cũng có thể là không quá đẹp, nhưng về cơ bản là sẽ đủ đồ cho với lớp để có thể lên đời. BL một bài đấu kích 10:30. Vâng, 10:30 thì không phải một khoảng thời gian em đến sớm, nhưng nó cũng không phải là quá muộn, có thể chấp nhận được dành cho game thủ văn được. Điều quan trọng là khoảng gian về sau thì game thủ sẽ thi đấu như thế nào thôi. Tấn công công trước. Vâng, như vậy nghe tiếng áo hự tới từ máy của chim sẻ rồi. Sẻ đang bị con giò của game thủ màu 8 công vàng Nam Trung Quốc phá vé tốt của không gọi là vẫn chưa tốt. Vâng, dần đang bắt đầu ở đây rồi. Đây là máy của game thủ văn thường 19/20. Vâng, đây là nhà của, đây là bài gỗ của game thủ Vin Lớp. Lực của game thủ văn thường đang rất khỏe. Vâng, L2 chém cho nó bay bướm. Ôi, ở nhà lớp nhìn cũng không có thể là kín, nhưng không phải đẹp về giường đâu. Lấy mấy xe thôi đi em ơi. Làm tìm bánh xe bánh sủng đi hả?